đôi lời nói chuyện về đôi nét nghệ thuật chèo. Vâng, lời đầu tiên xin hân hoan thân ái kính chào tất cả các thầy các cô và các bạn học sinh của trường phổ thông liên cấp Olympia. Hôm nay có mặt hiện diện ở Nhà hát chèo Việt Nam ở trung tâm nghệ thuật của Nhà hát chèo Việt Nam giúp thủ đô Hà Nội hôm nay có một sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, tràn đầy may mắn và hạnh phúc. Vâng, kính thưa các thầy các cô và các bạn, vừa rồi các thầy các cô và các bạn học sinh đã được thưởng thức tài nghệ biểu diễn điêu luyện của hai nghệ sĩ ưu tú Thu Hương và nghệ sĩ tài năng sân khấu trẻ Thu Hiền qua trích đoạn Thị Mầu lên chùa. Kính thưa các thầy các cô và các bạn, trong xu thế hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa văn hóa và nền cơ chế thị trường, và ngày hôm nay các thầy các cô và các bạn học sinh lại hiện diện ở trung tâm văn hóa nghệ thuật, một cái nôi của nền nghệ thuật sân khấu truyền thống Nhà hát chèo Việt Nam, để các bạn lắng tâm lại, suy ngẫm, nhìn nhận, thưởng thức tất cả các sản phẩm văn hóa và trong cả quá trình lịch sử cha ông ta đã gìn giữ để lại ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, có thể nói rằng trong định nghĩa về văn hóa thì UNESCO có rất nhiều định nghĩa, có hơn 400 định nghĩa về văn hóa, nhưng theo cái sự hiểu biết còn hạn chế của tôi thì văn hóa là những gì lắng lại sau tất cả cái gì mất đi. Cái đẹp của nghệ thuật sân khấu, những bài học của triết lý nhân sinh, những cái tình cảm của tất cả quý vị, các bạn, sinh viên, học sinh và các thầy các cô hiện diện nơi đây, đây là điều vô cùng đáng quý để dành cho sân khấu chèo của chúng tôi. Và kính thưa các thầy, chúng ta đến với bất cứ một cái thể loại nghệ thuật sân khấu nào thì chúng ta cũng nên tìm hiểu một chút về sự ra đời, hình thành và phát triển của nó. Kính thưa các thầy, các cô và các bạn, nghệ thuật chèo truyền thống của Việt Nam được ra đời từ thế kỷ thứ 10. Manya ra đời từ thời Đinh, phát triển rực rỡ vào thời Lê, nhưng hoàn thiện vào thời Trần, trước thời Lê. Và tại sao tôi nói điều đấy? Vì ngày xưa các cụ ta thường diễn thích trò nhỏ lẻ, là một cái nghệ thuật diễn sướng dân gian trò nhà trong cái lễ hội đình đám của quê hương Việt Nam qua những mùa lễ hội. Và đến thời Trần thì có sự kiện Lý Nguyên Cát sang Việt Nam và được qua quân nhà Trần mới bị bắt được trong cuộc chiến chống Nguyên Mông. Thì Lý Nguyên Cát có biết cái tạp kịch Tấm Nguyên, ông ấy có dạy quan quân nhà Trần diễn tích Tây Vương Mẫu Hiến Bản Thảo, và chính từ đó thì nghệ thuật chèo phải hoàn thiện. Và theo sử gia Ngô Sĩ Liên nói là nghề tuồn tích nước nhà bắt nguồn từ thời Trần. Thì thực chất ra nếu chúng ta đọc qua, lướt qua lịch sử, nhìn qua dòng chảy văn hóa và nhìn qua diễn trình văn hóa, diễn trình lịch sử, chúng ta tưởng tượng rằng và hình dung rằng nghệ thuật chèo ra đời từ thời Trần, tồn ra đời từ thời Trần, không phải. Những trò diễn nhỏ lẻ đã có trước đó 4 thế kỷ, thậm chí hơn thế nữa, nhưng nó được hoàn thiện thành tích diễn. Và trong Lý Nguyên Cát thì có 4 mô hình nhân vật được ông ấy phát triển, tức là đã nương, quan nhân, xỉu nô và trong tử. Thì sau này các cụ ta trong làng chèo của chúng ta mới biến thành sinh, đàm, lão, mộ, hề và được chèo hóa ở sân khấu Việt Nam. Chính vì cái lẽ đó là nghệ thuật chèo được kế thừa và phát triển theo cả cái dòng chảy văn hóa của dân tộc, và đến thời Lê thì cực thịnh. Và thời Lê thì nó có cái sức ảnh hưởng đến đời sống chính trị và kinh tế, có nhiều vấn đề, thì những cái gánh hát của chèo quê lại trở về với những làng quê xa xôi, và họ lại diễn ở những làng quê xa xôi. Trong Quốc Luật Hồng Đức 722 điều chăn dân của vua Lê Thánh Tông, thì sau đó thì chèo tồn tại sau thể thơ lục bát, những Kim Vân Kiều Truyện, rồi Quan Âm Thị Kính, những loạt chương trình các vở diễn sau này thì đến đầu thế kỷ 20. Thì trong những vở diễn chèo truyền thống, 7 cái vở chèo truyền thống ấy, thì chèo mang trên mình chức năng giáo dục đạo đức. Thường thường những vở chèo truyền thống nói mối quan hệ gia đình, bè bạn, anh em, tình vợ chồng, nói đến những cái tình làng nghĩa xóm, mối quan hệ gia đình.
Trèo thì không đề cập đến thế thái, trèo chỉ đề cập đến nhân tình, trèo không bao giờ đề cập đến quân quốc cả. Trèo chỉ hoàn toàn đề cập đến những mối quan hệ gia đình. Khác với Tuồng, Tuồng là vua băng chùa, ông định tiến lấn quyền, ông Quan thì mắc nạn, ông Trạng thì vây. Tức là Tuồng đề cập đến những cái vấn đề đại sự của xã hội, nhưng trèo thì đề cập đến câu chuyện gia đình. Và những cái tích trèo truyền thống thì mang trên mình chức năng giáo huấn đạo đức, dạy về tất cả những cha ông ta dạy cho chúng ta những cái nết ở, nết ăn, nết nghĩ, như vở Trinh Nguyên này, rồi vở Trương Thiên này, vở Quan Tâm Thị Kính này, rồi vở Từ Thức này, rồi vở Lưu Bình Dương Lễ này, vở Kim Nhan. Đấy, tức là những vở diễn nó mang trên mình chức năng giáo huấn đạo đức. Những đầu thế kỷ 20, cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, tức là trèo lột xác và đã mang trên mình chức năng phản ánh thời đại, kiến thức thời đại. Và công lao là của cụ Nguyễn Đình Nghị, cụ đã đưa những cái trèo quê từ nông thôn lên thành thị, và theo giáo sư Đức Thắng nói là trèo cũng thành thị hóa và đã phản ánh hiện thực xã hội. Nhân vật đã được chuyển hóa từ những sinh đào lá mụ hệ trong kho tàng nghệ thuật truyền thống, thì được thành những con sen, thằng nhỏ, các chú Tây Đen, rồi ông Tây Bà Đầm. Đấy, tức là nghệ thuật trèo được gần như lột xác và phản ánh thời đại. Và để ngày hôm nay chúng ta được xem những vở trèo ngày hôm nay ở rạp diễn này, cũng như những rạp diễn của Hà Nội, nó mang trên mình một chức năng mới, tức là chức năng phản ánh từ thời đại. À, qua cả cái dòng chảy văn hóa của dân tộc và cái tiến trình phát triển của lịch sử như thế, thì chúng ta thấy là nghệ thuật chèo nó có cái sức sống rất là mạnh mẽ trong lòng người dân Việt Nam. Nó là những bài ca, bài thơ về tình người, tình bạn. Và thi sĩ Nguyễn Bính đã từng nói: quê hương tôi có ca dao tục ngữ, ông trăng tròn thường xuống mọi nhà chơi, một đĩa muối cũng mặn tình chồng vợ, một dây chầu một tính chuyện nữa đôi, con chim nhỏ còn đau hồn nước mất, tiếng cuốc kêu nhỏ máu đêm trường, chân ngựa đá cũng dính bùn chân vàng, đưa người đi cứu nước chống xâm lăng. Quê hương tôi có bà Trưng bà Triệu, cưới đầu voi giấy nghĩa tràn thủ chung, ông Lê Lợi đã trương kỳ kháng chiến, được gặp vui đã mở hội riêng hồng. Quê hương tôi có múa xòe hát đúng, có hội xuân liên tiếp những đêm trèo, có Nguyễn Trãi, có Bình Ngô Đại Cáo, có Nguyễn Du và có một chuyện kiều. Thì thưa quý vị, đấy là sự sức sống mãnh liệt của hai quý vị đã cùng chúng tôi đây thưởng thức cho người chiến yêu nghệ của chúng ta trở lại. Và sau đây xin mời quý vị thưởng thức một tiết mục có thể nói là những tiết mục kinh điển trong làng sân khấu truyền thống Việt Nam. Sau đây xin mời quý vị thưởng thức trích đoạn Suy Vân do nghệ sĩ tài năng sân khấu trẻ Thục Hiền biểu diễn. Và kính thưa các thầy, các cô và các bạn, là tôi bật mí một chút là Thục Hiền vừa rồi đã đoạt huy chương vàng trong cái cuộc liên hoan sân khấu trẻ toàn quốc Bắc Giang. Và xin tất cả các thầy, các cô và các bạn đồng chào các thầy lớn để đón chào sự biểu diễn của nghệ sĩ Thục Hiền. Và xin cảm ơn quý vị.
xin trân trọng cảm ơn các thầy các cô và các bạn học sinh đã cổ vũ cho nghệ sĩ tài năng sân khấu trẻ Tùng Hiền, người vừa đạt huy chương vàng tại liên hoan sân khấu trẻ toàn quốc tại thành phố Bắc Giang với vai Suy Vân. Và kính thưa các thầy các cô và các bạn, có thể nói là trong kho tàng văn học nghệ thuật truyền thống Việt Nam, nhất là nghệ thuật chèo, thì nó chứa rất là nhiều những cái điều lắng lại về triết lý nhân sinh, nhân tình, thế thái, cái điều hay nét đẹp, những cái văn hóa sống, văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Vừa rồi quý vị và các bạn đã được thưởng thức nhân vật trong chèo chúng tôi gọi là đào, nhưng mà trong mô hình nhân vật đào cũng rất nhiều: đào trí, đào lệch, đào pha, đào lạc. Như Suy Vân chúng ta gọi là đào điên. Và có thuật ngữ định danh của vấn đề, của sự vật hiện tượng. Và đào nó cũng được phát triển thành rất nhiều những nhân vật. Không riêng đào chỉ là Thị Kính, chỉ là Châu Long, chỉ là Trinh Nguyên, chỉ là Thị Phương, còn có đào Huế, còn có Suy Vân, còn có Thị Mầu. Đấy, đó là có thể nói là trong kho tàng sân khấu truyền thống, khi càng tìm hiểu thì các thầy các cô và các bạn càng thấy nó có những cái nhiều điều huyền bí. Và có thể nói là chúng ta cứ yêu nghệ thuật truyền thống, yêu quê hương Việt Nam, yêu những nét đẹp sân khấu truyền thống, yêu những cái tinh túy của cuộc sống Việt Nam, thì nó sẽ mở mang rất nhiều cái mới. Đấy là vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức tài nghệ biểu diễn điêu luyện của nghệ sĩ tài năng sân khấu trẻ Thục Huyền. Tức là nghệ thuật chèo là hát múa diễn nó đi song song. Anh hát được không cũng chưa đủ, và anh diễn không cũng chưa đủ, anh không múa được cũng được. Đấy, đó là nghệ thuật tổng hợp hát múa diễn kết hợp với âm nhạc chèo chống phách. Và kính thưa quý vị và các bạn và các em học sinh, có thể nói thế này, vừa rồi là quý vị, các thầy các cô và các bạn học sinh đã được thưởng thức mô hình nhân vật đào. Thì sau đây xin mời, trân trọng kính mời các thầy các cô và các bạn học sinh để thưởng thức một cái mô hình nhân vật mà như vừa rồi tôi nói, trong năm cái mô hình nhân vật chính chuẩn mực của nghệ thuật truyền thống, tức là sinh, đào, lão, mụ, hè. Thì vừa rồi quý vị đã được thưởng thức đào, sau đây quý vị sẽ được thưởng thức nhân vật hè. Và hè thì nó cũng chia ra thành hai loại: hè áo dài và hè áo ngắn. Cái anh hề áo ngắn ấy thì thường thường mang trên mình chức năng phải nói những cái thứ thói hư tật xấu của ông thầy, và tiếng cười của hề áo ngắn thì chia đôi, một nửa chia cho hề, một nửa chia cho khán giả, chia cho thân phận của người nông dân lao động, và một nửa chia cho khán giả. Tiếng cười của hề trong sân khấu chèo rất dí dỏm và thông minh. Còn nhân vật hài là người ta tự cười chính mình. Đấy. Và sau đây các thầy các cô và các bạn sẽ được thưởng thức tài nghệ biểu diễn điêu luyện của nghệ sĩ và danh hài Trần Hải. Vừa rồi anh cũng đạt huy chương vàng trong vở Vân Dạ của nhà hát chèo Việt Nam, cái tiết mục của mang bi liên hoan sân khấu chèo toàn quốc tại Bắc Giang. Nhân vật hài nó khác với hề cái gì? Xin thưa các thầy các cô và các bạn là hài nó tự cười chính mình, nó tự bộc lộ cái ngu dốt, cái kém cỏi, những cái đáng nhẽ mà chúng ta không thể dùng đòn roi hành động vũ lực để chia tay với nó được, thì ta đành chia tay với nó bằng tiếng cười. Đồng hề trong chèo có dí dỏm lắm. Và sau đây xin mời các thầy, các cô, quý vị và các bạn hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để đón chào sự hiện diện của nghệ sĩ Trần Hải với vai Phù Thủy. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Look!
người ấy. Cháu trả đi. Không tin à? Không. Không tin tôi cho nó cắn tôi em xem. À, nó cắn thầy cháu mới tin. À, được rồi. Cháu đi. Tôi phải cắn quan. Đã tới đây làm đám giúp thầy cái tấm đồ này là quan. Cắn thầy thì cắn nó. Sẽ cắn nhất. Vì nhà mãi á, thầy chối mình thì anh đi làm nhất. Anh cứ đi nó chằm chằm thì thánh nào dám cắn. Anh
cúng thiêng gì. Cha hiểu làm sao? Cha hiểu được không mà. Muốn quá thì mà dám bắn mình. Nhất tâm nữa tốt. Thôi, 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 thôi.